Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng, giá bất động sản năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng. Trong đó có những khu vực dự án giá tăng trên 10% so với thời điểm đầu năm 2020. Báo cáo về tình hình thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng trong quý 4 của năm 2020 cho thấy, giá bình quân căn hộ chung cư bao gồm cả phân khúc bình dân, trung cấp, cao cấp tại Hà Nội tăng khoảng từ 2 đến 3%. Và tại thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 3 đến 4% so với cùng kỳ của năm 2019. Trong đó phân khúc bình dân có tỷ lệ tăng giá mạnh nhất, tiếp đến là căn hộ trung cấp. Với đà tăng giá này, nhiều chung cư trước đây thuộc phân khúc bình dân nay mức giá tăng xếp vào phân khúc trung cấp. Và điều này vượt khả năng chi trả của người dân có thu nhập thấp tại các đô thị lớn. Theo đại diện của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, năm 2021 giá nhà sẽ tiếp tục tăng khoảng 10% so với năm 2020. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, năm nay vẫn cần lưu ý đến sự biến động của giá đất do những cơn sốt đất cục bộ gây ra.